Ok anh em nhá, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Lại là mình Vững Máy Tính đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ không BBC, không hướng dẫn anh em xây dựng cấu hình nữa, mà mình sẽ làm một cái video nó mang tính chất giải trí nhiều hơn anh em ạ. Và cũng để cho anh em trải nghiệm một cái cấu hình cậu bé đần. Tại sao mà mình lại gọi đây là cấu hình cậu bé đần? Thì xin mời anh em hãy đi vào phần chi tiết tất cả các linh kiện trong cái cấu hình này nhá. Linh kiện đầu tiên của cấu hình này là một con main H510 đến từ Asus này. Đây là một con main quốc dân trong thời điểm hiện tại anh em ạ. Và để đá cặp cái con bên này thì chắc chắn sẽ là một con i3 gen 10 rồi. Con này nó có mã là i3-10105F nha anh em nhé. Còn về phần RAM ấy, thì trên cái cấu hình này mình sẽ sử dụng hai thanh DDR4 8GB 3200 có 8 con led luôn. Hai thanh RAM led RGB của T-Fox Delta này. RAM thì hiện tại nó rất là rẻ rồi. Một cái thanh RAM led 8GB 3200 tản led RGB bây giờ nó cũng chỉ có giá khoảng tầm 900.000 một thanh thôi. Còn đâu nếu như anh em muốn tối ưu cái chi phí đấy thì anh em có thể chọn sang những cái con RAM tản bình thường không nét này, thì nó cũng chỉ khoảng tầm 680.000 một thanh mới tinh bảo hành 35 thôi anh em ạ. Mình xin đính chính lại với anh em, đây không phải là một cái video về build cấu hình mà là một cái video test cấu hình anh em ạ. Và cái video này thì nó cũng chỉ mang tính chất giải trí cho anh em tham khảo thôi, nên là anh em đừng ném đá mình nhá. Tất cả các cái linh kiện này thì đều hoàn toàn bình thường, không có gì đáng nói. Đáng nói trong cái video ngày hôm nay là mình sẽ sử dụng một con RTX 3070 Ti. Tại sao với một cái cấu hình phổ thông như này mình lại sử dụng một con 3070 Ti? Bởi vì rất là nhiều anh em có nhắn tin lên fanpage cũng như là gọi điện cho mình hỏi mình là trong thời điểm hiện tại thì những cái con i3 Gen 10 này nó có đủ sức để kéo những cái con cạc màn hình cao, ví dụ như 3070 Ti hoặc là 3080 3090 không. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video test cho anh em xem. Thực sự với anh em là mình cũng chưa bao giờ build những cái con i3 Gen 10 cộng với này 3070. Cùng lắm là mình chỉ build i3 Gen 10 với này 2060 đổ về thôi, chứ còn 3060 thì mình cũng chưa build anh em ạ. Bởi vì mình thấy như thế nó rất là khập khiễng. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại đấy thì cạc màn hình nó rất là rẻ anh em ạ. Nó cực kỳ là rẻ luôn. Thì nhiều anh em đang sử dụng combo i3 Gen 10 lại có cái tư tưởng là cứ mua cạc màn hình về để chơi, còn sau này mà có điều kiện ấy thì nâng cấp main chip sau. Sợ là khi mà quay lên anh em ạ, cạc màn hình giá nó sẽ cao thì không mua được. Thì mình nghĩ cái tư tưởng đấy nó cũng có một phần đúng nha anh em nhé. Nên là ngày hôm nay mình sẽ test thực tế cho anh em xem cái bộ cấu hình này, cho anh em xem cái hiệu suất trong game nó như nào. Còn đâu build máy theo kiểu nào thì đấy là cái quyền quyết định của anh em. Còn về cái phần nguồn test cái cấu hình ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng một con B750GM 80 Plus Gold đến từ Gigabyte nha anh em. Và cái con nguồn này thì ngày xưa nó có một cái phốt rất là lớn anh em ạ. Hàng cũng không phải là ngày xưa, cũng khoảng tầm tháng 8 năm 2021 thôi. Thì nó có một cái phốt là cứ 10 cái con B750 hoặc là 850 GM này khi mà khách mua về đấy thì sẽ có khoảng tầm 50%, tức là có 10 con thì sẽ có 5 con bị lỗ nha anh em nhé. Có những con này anh em cắm vào máy nó sẽ nổ, nó phát điện nó nổ luôn. Còn có những con nó khốn nạn hơn là nó dùng một thời gian là nó gây ra chết cạc màn hình hoặc là các linh kiện trên máy tính ấy. Thì cái thời điểm đấy không biết là anh em còn nhớ không, tháng 8 năm 2021 anh em ạ. Đến nay cũng được khoảng tầm 1 năm rồi. Thì bóc phốt mới lại review mới lại chửi bới các kiểu ở trên các cái trang mạng xã hội mới lại hội nhóm trên Facebook ấy, ầm ĩ hết cả lên anh em ạ. Nhưng mà đến cái thời điểm hiện tại thì mình thấy là bên Giga này gần như những cái con nào lỗi thì người ta cũng xử lý là người ta đổi cho con khác rồi. Nên là bây giờ dùng nó cũng yên tâm anh em ạ. Con này thì mình cũng đã test game một lần rồi và thấy nó vẫn ok. Nên là ngày hôm nay mình sẽ sử dụng để test cái bộ cấu hình này. Show cho anh em với cấu hình của máy trước khi được vào test game nhá. Này, i3-10105F này, 4x8 luồng xung 3.7 này. Con này ăn 65W điện. Main H510-K này. RAM DDR4-16GB dual, hai thanh 8GB bus 2666 nha anh em.
Các màn hình là GTX 3070 Ti 8GB DDR6X nha anh em nhá, chứ không phải DDR6 thường đâu. 256 bit và con này bị ẩn TDP luôn. Con này mình đã test một lần rồi và max TDP là tầm 290W nha anh em. Nếu thử game đầu tiên là PUBG phiên bản PC thì anh em có thể thấy là cái chỉ số FPS nó cũng khá cao, nhưng mà nó chỉ là cao so với những cái con càng màn hình thấp thôi, chứ còn với con 3070 Ti mà bản gaming OC như này mình đánh giá là chỉ số FPS thấp nha anh em. Cái con 3070 Ti này lần trước mình có test với một cái con i5-12600K cộng với con B660 thì cái chỉ số FPS nó lên khoảng tầm hơn 200 cơ anh em. Nhưng mà trên cái combo i3 này thì nó chỉ được khoảng tầm 150 thôi anh em ạ. Và anh em có thể thấy là cái CPU này nó chỉ hoạt động khoảng tầm 50 mấy% thôi. Và nó cũng có thể kéo cái con 3070 Ti lên khoảng tầm 96% rồi nha anh em. Đây, cả màn hình hiện tại thì ăn khoảng tầm gần 300W điện nha anh em. Gần 300W điện con 3070 Ti này. Chơi thì rất là mượt, nhưng mà có cái là chỉ số FPS nó không được hoàn hảo thôi. Với cái con 3070 Ti này nó phải ít nhất nó phải được khoảng tầm 200 FPS cơ. Đây mình sẽ show anh em setting này. Setting thì hiện tại mình đang để là độ phân giải Full HD 1080 này, render 120 này, và mức đồ họa là Ultra nha anh em nhé. Ultra setting gần như là cái mức setting cao nhất ở trong game rồi. Theo như những cái thông số ở trên màn hình thì mình thấy là con i3-10105F này nó vẫn có thể kéo khá là ổn con GTX 3070 Ti nha anh em. Nhưng mà nếu anh em có điều kiện ấy, thì anh em cứ nâng cấp lên Gen 12 ít nhất cũng phải là 12.100F anh em ạ, không thì phải 12.400F đổ lên. Nếu thử game thứ hai là GT5 thì mình thấy là cái chỉ số FPS nó tương đối là ok và chơi cũng rất là mượt nha anh em. Chơi rất là mượt luôn. Và cái CPU thì anh em để ý là hoạt động có khoảng tầm 50% hiệu suất thôi. Và hiện tại CPU nó vẫn có thể kéo khoảng tầm 90 mấy% VGA anh em ạ. Theo mình thấy cái thông số như này thì nó vẫn ok anh em, mà nó không nghẽn đâu. Thực ra nếu mà cái cấu hình này nghẽn thì mình thấy là cái RAM bớt nó hơi thấp thôi. Chứ còn với cái thông số CPU này mình nghĩ là nó cũng bình thường, nó không cao đâu, nó chỉ tầm 50% thôi. Đến với một cái tựa game nặng hơn là Cyberpunk 2077 thì mình thấy là chơi cũng rất là mượt nha anh em nhé. Cực kỳ là mượt luôn. Chỉ số FPS được khoảng tầm 146. Thì với con 3070 Ti này lần trước mình có test trên con 12600K được khoảng tầm 170-180 anh em ạ. Nhưng mà chơi trên con 10105F này thì cái chỉ số FPS nó thấp hơn, chỉ được khoảng tầm 130-140 thôi. Cũng có lúc nó giảm xuống tầm 101-102 anh em ạ. Nhưng mà chơi rất là mượt nhá, chơi vẫn rất là mượt mà ổn định luôn. Đấy, các màn hình hiện tại cũng hoạt động khoảng tầm 96% hiệu suất rồi. CPU hoạt động khoảng tầm 6-80%, nói chung là vẫn ok. Có cái là cái cấu hình này thì RAM bớt hơi thấp nha anh em. Nên là nhiều khi nó cũng bị nghẽn ở RAM, mình thấy là có cũng bị nghẽn ở RAM anh em ạ. Còn nếu như anh em muốn khai thác tối đa cái hiệu năng của Vega thì anh em có thể lên cho mình cái combo main chip RAM khác nó cao hơn. Thì cái hiệu năng của cả màn hình sẽ được cải thiện đáng kể nha, chứ còn chơi trên combo này thì nó cũng bị hạn chế anh em ạ. Nhưng mà chơi game vẫn tương đối là ngon lành, mượt mà và ổn định nha anh em. Đây mình sẽ show anh em setting này. Setting hiện tại mình đang để là medium nha anh em nhé. Medium setting, một cái mức setting tầm trung trong game. Trên độ phân giải Full HD 1080 này. Con i3 đầu 10 này thì anh em sẽ chơi tương đối là ok với các cái tựa game online hoặc là offline tầm trung. Ví dụ như là GTA 5 hoặc là PUBG PC. Còn đâu nếu như anh em chơi những cái tựa game offline nặng ấy, ví dụ như là God of War hoặc là Cyberpunk 2077 thì anh em lên nâng cấp cái con chip này cho mình nhé. Như anh em có thể thấy trên màn hình chưa combat gì và chip nó đã ăn khoảng tầm gần 90% rồi. Đây, sau cho anh em cái setting này. Hiện tại là mình đang để độ phân giải Full HD 1080 này. Và cái mức đồ họa là Ultra nha anh em nhé, gần như là max setting trong game. Với con 3070 Ti, nếu như anh em cho kết hợp với một con chip cao ấy, thì cái chỉ số FPS nó sẽ hoàn hảo hơn rất là nhiều. Cho anh em chiêm ngưỡng lại combo này một lần nữa này. Combo cậu bé đần nha anh em, nhưng mà trong cái thời điểm dịch thôi. Chứ trong thời điểm hiện tại giá Vega nó đã rất là rẻ rồi thì nó cũng không đần lắm anh em ạ. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nhé. Nếu anh em thấy video hay và hữu ích, anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.